Rồi, xin chào các bạn ha, thì lại Lê Minh đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ review cho các bạn một bộ tài liệu luyện thi TOEIC cực kỳ hot và nó vừa mới được xuất bản trong thời gian gần đây thôi. Đó là bộ E-Test mới nhất được xuất bản bởi nhà xuất bản YBM trong năm 2023 này. Thì như chắc các bạn cũng đã biết hoặc là không biết thì YBM là một nhà xuất bản của Hàn Quốc và người ta thường xuyên xuất bản những bộ tài liệu luyện thi TOEIC theo ý kiến của mình là nó cực kỳ sát với đề thi thật và rất hiệu quả dành cho những bạn đang ôn thi. Và nếu bạn nào còn nhớ thì trong những năm trước đây thì YBM có một bộ luyện thi TOEIC, đó là một bộ đề E-Test cuốn số 1, số 2, số 3 và cuốn số 3 được xuất bản vào năm 2022 vừa rồi. Và trong năm nay người ta quyết định remake lại cái chuỗi series này và người ta đã thay đổi cái bìa của nó. Cái bìa trước đây nó màu trắng bình thường các bạn. Nhưng mà trong năm 2023 này thì người ta quyết định sẽ remake lại cái bộ đề E-Test này bằng cách thay đổi cái bìa các bạn, thay đổi cái bìa. Thì cái bìa của bộ E-Test thì như bình thường nó vẫn có hai cuốn, một cuốn listening, một cuốn reading. Và cái cuốn reading bây giờ nó chuyển sang màu xanh lá, còn cái cuốn listening nó chuyển sang màu đỏ. Nó kiểu như là thay đổi mặt bìa cho nó mới vậy thôi các bạn. Tuy nhiên về mặt nội dung á thì nó cũng giống như những cái cuốn E-Test xuất bản những năm trước đây. Trong đó vẫn sẽ bao gồm 10 bộ đề thi. Đây là những bộ đề mẫu để các bạn làm ở nhà, để các bạn quen với format, cấu trúc cũng như là độ khó của đề thi thật, để các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đi thi đó. Và cái bộ sách này thật ra nó cũng vừa đáp Việt Nam mình đặt ở bên Hàn Quốc đó các bạn. Thì mình cũng đã tranh thủ trong tuần vừa qua, mặc dù hơi bệnh một chút, nhưng mà mình đã thử làm một vài test ở trong cái bộ đề E-Test xuất bản năm 2023 này. Và mình sẽ review cho các bạn về độ khó của bộ đề này, để nói cho các bạn biết là theo ý kiến cá nhân của mình là nó có phù hợp và có sát với đề thi thật tại Việt Nam năm 2023 này hay không. Thì để các bạn dễ hình dung á, thì mình sẽ so sánh cái bộ E-Test 2023 này với lại độ khó của đề thi thật tại Việt Nam hiện nay. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đánh giá phần listening, tức là phần nghe trước. Thì theo đánh giá chủ quan của mình thôi, thì phần listening này mình sẽ đi từng part nha. Thì phần part 1 nó có độ khó gần như là hoàn toàn giống với đề thi thật hiện nay luôn các bạn. Dựa trên những cái đề mà các giáo viên tại trung tâm Anh Lê của mình thường đi thi trong những tháng vừa qua, thì mình thấy là cái độ khó của bộ đề này ở phần part 1 nó y hệt như đề thi thật luôn. Nó vẫn sẽ bao gồm phần part 1 chủ yếu là những bức hình tả người. Tuy nhiên những câu khó nhất vẫn là những tranh tả vật ở những câu cuối đó. Và về cách ra đề từ vựng thì sát sàng sạc với đề thi hiện nay. Bởi vậy phần part 1 các bạn làm trong đây là các bạn hiểu được đi thi các bạn được bao nhiêu điểm rồi đó. Tuy nhiên thì phần part 2 của bộ đề này mình đánh giá là nó hơi dễ một chút. Nó hơi dễ so với cái đề thi thực hiện tại á các bạn. Bởi vì trong đây á, phần part 2, những câu hỏi ở đây mình thấy nó khá là đơn giản. Kiểu như là các bạn nghe được câu hỏi, rồi đáp án nó sẽ có từ khóa, rồi các bạn nghe phát là chọn được luôn. Chứ không có những câu hỏi lắc léo, những cái bẫy để bắt các bạn phải suy luận nhiều đâu. Phần part 2 này chỉ cần nghe keyword khoảng 50% nội dung là có thể chọn được đáp án đúng rồi. Bởi vậy, theo đánh giá của mình á, thì phần part 2 của bộ đề này nó dễ hơn đề thi thật một chút. Rồi, và cuối cùng là phần part 3, part 4. Hai phần thi được coi là khó nhất trong đề thi TOEIC listening nói riêng và cũng là gần như khó nhất trong đề thi TOEIC nói chung rồi đó các bạn. Thì những phần part 3, part 4 trong bộ E-Test 2023 này thì mình thấy độ khó của nó tương đối sát với đề thi thật hiện nay. Và nếu đem so sánh nó với người anh em trước đây là bộ E-Test năm 2022 thì mình thấy nó cũng không có nhiều sự thay đổi về nội dung cũng như là cách ra đề đâu. Nó na ná như vậy. Và về độ khó thì mình tin tưởng là nếu các bạn làm được những bộ đề part 3, part 4 ở trong cuốn này, cuốn E-Test 2023 này, thì đi thi các bạn cũng sẽ làm được y như vậy. Bởi vì không có sự chênh lệch quá nhiều về độ khó đâu các bạn. Rồi, chuyển sang phần reading nha. Thì đây, cuốn reading đây, cuốn reading E-Test 2023 này theo ý kiến của mình là nó khó hơn so với cái bộ E-Test trước và nó cũng khó ngang ngửa với đề thi thật hiện nay. Mình sẽ nói về phần part 5 trước. Thì phần part 5 30 câu điền từ trong cái bộ reading này á thì theo ý kiến của mình là nó vẫn chưa đạt tới độ khó của đề thi thật hiện nay đâu. Đề thi thật hiện nay á thì nếu bạn nào đi thi các bạn biết là phần part 5 người ta thiên về dịch rất là nhiều. Những câu ngữ pháp, thậm chí người ta cũng kết hợp mix giữa dịch và ngữ pháp. Chính vì vậy á, thì trong cái bộ đề này mình làm thì mình thấy là nó cũng có những câu dịch nhưng mà đa số vẫn là thiên về ngữ pháp, từ loại. Nên là theo ý kiến của mình, nếu các bạn làm trong bộ E-Test 2023 này, sau đó các bạn đi thi thì các bạn sẽ cảm nhận được là đề thi thật phần part 5 nó sẽ hơi khó hơn một chút. Bởi vì đề thi thật hiện nay nó bắt dịch nhiều lắm. Rồi, chuyển sang phần part 6. Thì phần part 6 trong cái bộ E-Test mới này là một câu chuyện hoàn toàn khác nha các bạn.
Thì nếu mà các bạn làm những bộ EJS ở những năm trước đây á, thì các bạn thấy là phần part 6 nó tương đối dễ, nó cũng có nhiều câu ngữ pháp lắm. Nhưng mà trong cuốn mới này nha, nó sẽ cắt gần như là toàn bộ những câu ngữ pháp luôn. Thì mình thấy là 16 câu hỏi của part 6 trong cái đề thi này á, thì thật ra nó chỉ có khoảng 4 câu là ngữ pháp thôi à, còn lại đều thiên về dịch nghĩa hết, phải hiểu được đoạn văn, phải hiểu được bố cục và nội dung. Và cái cách sửa đổi này khiến bộ sách này nó giống hơn với đề thi thật hiện nay. Bởi vì nếu bạn nào đi thi, các bạn cũng biết là phần part 6 hiện nay người ta cũng thiên về dịch rất là nhiều. Và trong bộ đề này thì mình thấy part 6 chủ yếu những câu hỏi trong bộ này đều là dịch nghĩa, và điều đó khiến nó rất sát với đề thi thật hiện nay. Các bạn làm trong bộ này là có thể đi thi part 6 được rồi đó. Rồi chuyển sang phần cuối cùng, và cũng là phần mà chắc chắn là nhiều bạn rất quan tâm, đó là phần part 7. Phần này các bạn than với mình mỗi năm, năm nào các bạn cũng than nó khó cả. Và sau khi mình làm xong bộ này thì mình đánh giá là đây là một bộ sách các bạn có thể sử dụng để ôn part 7 đấy. Bởi vì sao? Bởi vì phần part 7 của cuốn ETS 2023 này mình thấy nó khó hơn hẳn so với những ETS năm trước. Thứ nhất là nó dài hơn, và thứ hai là cách ra đề nó cũng lắc léo hơn một chút. So sánh với đề thi thật nha, thì thật ra mình thấy là 4 đoạn văn đầu tiên của cuốn ETS 2023 này nó vẫn ngắn hơn so với 4 đoạn đầu của đề thi thật hiện nay. Nhưng những đoạn sau đó thì nó dài y hệt như là phần part 7 hiện nay vậy. Bởi vậy mình đánh giá đây là một trong những bộ ETS có độ khó part 7 sát nhất với đề thi thật tại Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, nếu mà các bạn muốn ôn thi phần part 7 hiệu quả thì thật sự các bạn có thể sử dụng cuốn này, ETS 2023. Thật ra trước đây thì mình đã làm một cái video review đề thi thật với thầy Tình. Nếu bạn nào chưa coi vào đây coi lại ha. Thì thầy Tình cũng đánh giá là part 7 giai đoạn hiện nay thì nó rất là dài, nó sát với cuốn Hacker 3. Tuy nhiên thì cuốn Hacker 3 nó hơi khó một chút, nên là nếu bạn nào mà target khoảng 500-600, các bạn làm trong đó hơi nản, thì các bạn có thể sử dụng cuốn này để ôn thi, nó bớt nản hơn tí á các bạn. Bởi vì những phần part trên nó không có khó như Hacker đâu. Rồi, và đó là những đánh giá sơ bộ của mình về bộ đề ETS 2023 này. Theo cảm nhận của mình á, thì đây là một bộ đề mà các bạn nên sử dụng để ôn thi. Bởi vì ngoại trừ phần part 2 hơi dễ một chút, ngoại trừ phần part 5 vẫn nhiều câu ngữ pháp hơn so với đề thi thật, thì thực tế mình thấy những part còn lại nó rất sát với đề thi hiện nay. Chính vì vậy, nếu bạn nào mà có nhu cầu thi TOEIC trong năm nay thì các bạn có thể cân nhắc sử dụng bộ ETS này. Đây là một bộ sách rất hiệu quả cho những bạn đang ôn thi có target khoảng 600, 500, thậm chí là 700 trở lên cũng dùng nó rất là ngon. Tuy nhiên hơi tiếc một tí là bộ sách này hiện tại chỉ xuất bản ở bên Hàn Quốc thôi các bạn. Ở Việt Nam thì không có đâu. Nhưng mà trong thời gian sắp tới, anh Lê sẽ xuất bản một bộ giải chi tiết bộ đề thi ETS 2023 này. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi để đặt mua nhé. Rồi ok, còn hôm nay mình sẽ kết thúc bài review ngày hôm nay. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn có một cái nhìn chính xác nhất về bộ sách này. Rồi ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Mình là anh Lê.